con là món quà đời vĩ đại mà vũ trụ trao cho chúng ta. Con chỉ đến với thế giới này thông qua chúng ta thôi, chứ chúng ta không tạo ra con của mình. Và vì vậy đừng bao giờ nói là con của tôi đấy nhá, và dùng cái quyền làm cha làm mẹ để mà áp đặt lên con. Và chúng ta không thể nào bắt con của mình đi thực hiện nốt cái giấc mơ dang dở của mình mà mình chưa thực hiện được trong cuộc đời của mình. Và chúng ta cũng không thể nào lấy con mình làm cái đồ trang sức để người khác phải ngưỡng mộ mình, ghi nhận mình. Tức là con phải thành công đi, con phải vào lớp chọn đi, con phải học giỏi như này đi để mọi người ngưỡng mộ cha, ngưỡng mộ mẹ. Không phải. Con không phải là đồ trang sức của chúng ta. Nên hãy đối đãi với con của chúng ta như một thượng khách.